Xin chào các bạn, đây là kênh Giàu Có và Không Giỏi Được Tiền. Một người phụ nữ nông thôn chưa từng được đi học một ngày và chỉ biết viết mũi tên của mình. Trong vòng 20 năm ngắn ngủi, lập nghiệp từ đôi bàn tay trắng. Bắt đầu từ lọ tương ớt chưng giá 8 tệ, tương đương 25.000 đồng. Giờ đây mỗi ngày bán ra 1,3 triệu lọ. Doanh thu năm 2016 vượt qua 4,5 tỷ nhân dân tệ, tương đương 13.500 tỷ đồng. Trong 20 năm phát triển, giá trị sản lượng tăng lên hàng trăm lần. Người phụ nữ nông thôn tạo nên câu chuyện truyền kỳ này có tên là Đào Hoa Bích. Năm 42 tuổi, bà Đào vẫn đang bán mì. Những người xung quanh nghĩ rằng cả đời này của bà chắc cũng sẽ chỉ như vậy. Nhưng điều bất ngờ đó là vào năm bà 49 tuổi, bà không chịu chấp nhận sự sắp đặt của ông trời nữa mà quyết định tự làm chủ số phận. Bà Đào Hoa Bích sinh ra tại huyện Mỹ Đàm, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc vào năm 1947. Vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó, đồng thời chịu ảnh hưởng tư tưởng trọng nam khinh nữ lúc bấy giờ, bà Đào chưa từng được đi học một ngày nào. Đến bây giờ, bà cũng chỉ biết được mặt chữ tên mình. Năm 20 tuổi, bà lấy chồng là một nhân viên khảo sát địa chất của đội địa chất 206 tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Nhưng chỉ được một vài năm, chồng bà qua đời vì bệnh tật, để lại bà và hai người con trai nhỏ. Trong thời gian chồng lâm trọng bệnh, bà từng đến miền Nam làm thuê. Tại đây, bà ăn không quen món ăn cũng như gia vị ngoại tỉnh nên đã đem theo rất nhiều ớt tươi từ nhà để làm ớt chưng ăn kèm cùng cơm. Trải qua nhiều lần điều chế nêm nếm, bà đã tạo ra được loại ớt tương cay rất ngon, cũng chính là công thức điều chế mà thương hiệu Lao Kama vẫn dùng ngày nay. Sau khi chồng qua đời, gánh nặng kinh tế dồn hết lên đôi vai bà. Để tiện chăm sóc con cái, Đào Hoa Bích quyết định từ bỏ con đường làm thuê, trở về quê hương Quý Châu. Lúc đó bà không có thu nhập. Để duy trì cuộc sống gia đình, buổi tối bà làm đậu phụ gạo. Đây là loại thực phẩm rẻ tiền phổ biến tại Quý Dương. Ban ngày, bà mang đi bán tại các khu lân cận trường học ở Lâm Động Bảo. Do điều kiện giao thông không được thuận tiện, muốn mua nguyên liệu làm đậu phụ phải đi đến các điểm giã gạo cách đó ít nhất 5 km. Mỗi lần tìm mua nguyên vật liệu, bà lại đeo giỏ che lên vai và dậy sớm cho kịp chuyến xe sớm nhất đến nơi giã gạo. Vì ngày đó xe ít, người lại đông, bà mang theo giỏ tre tương đối chiếm diện tích nên tài xế thường không để cho bà lên xe. Vì vậy phần lớn thời gian bà đi bộ đến địa điểm giã gạo, mua xong nguyên liệu lại cõng giỏ tre nặng 35-40 kg trở về Long Động Bảo. Do nhiều năm tiếp xúc với bụi cối đá nên đến bây giờ da tay bà vẫn bong chóc mỗi khi tới mùa xuân. Năm 1989, khi bà 42 tuổi, khi tiết kiệm được một số vốn nhất định, bà đã thôi việc buôn bán rong. Đào Hoa Bích mua gạch ngói tại một xưởng gạch đúc gần nhà để xây căn nhà nhỏ thô sơ tại ven đường khu Nam Minh, Long Động Bảo, thành phố Quý Dương, mở quán hàng ven đường có tên Quán Ăn Bình Dân, thường xuyên bán mì lạnh, mì trộn và các loại đồ ăn vặt. Đào Hoa Bích cũng đem ớt chưng cay tự làm để khách trộn lên ăn kèm. Hơn nữa, đậu phụ gạo bà làm giá rẻ, số lượng lại nhiều, vì thế thu hút được rất nhiều học sinh tại các trường học quanh đó đến ăn. Lâu dần, có một số học sinh vì không có tiền trả mà nợ lại một khoản khá lớn. Thông qua tìm hiểu sự tình, bà quyết định chỉ cần là những học sinh có hoàn cảnh khó khăn thì nợ tiền cơm đều cho xóa nợ. Ngẫu nhiên có một ngày, bà quên không chuẩn bị ớt chưng cay. Khách hàng đến ăn không thấy có ớt chưng liền quay người bỏ đi. Đào Hoa Bích thấy vô cùng khó hiểu, người ta đến quán bà ăn không phải bởi vì mì ngon sao? Lẽ nào bởi vì ớt chưng cay bà làm? Người đầu óc nhanh nhạy như Đào Hoa Bích rất nhanh chóng phát hiện ra tiềm năng của món ớt chưng cay. Từ đó bà bắt đầu dụng tâm nghiên cứu. Trải qua vài năm liên tục điều phối nguyên liệu, món ớt chưng cay bà làm có hương vị ngày càng độc đáo. Nhiều khách hàng sau khi ăn mì xong còn tự bỏ thêm tiền mua ớt chưng cay mang về. Thậm chỉ có người không đến ăn mì mà chỉ mua môi ớt chưng mang về. Đào Hoa Bích rất vui mừng. Bà nghĩ rằng có nhiều người thích ăn món ớt chưng của mình đến vậy thì còn bán mì làm gì nữa, còn không bằng trực tiếp bán ớt chưng. Năm 1994, Quý Dương xây tuyến đường bao quanh thành phố. Long Động Bảo xa xôi ngày đó nay trở thành tuyến đường chính phía nam Quý Dương. Lượng xe hàng lưu thông qua khu vực này ngày càng nhiều. Tài xế lái xe trở thành nguồn khách hàng chủ yếu của Quán Ăn Bình Dân. Đầu óc kinh doanh gần như là bản năng của Đào Hoa Bích đã nhảy số. Bà bắt đầu tặng miễn phí cho các tài xế lái xe tương đậu cay tự làm, rau ăn kèm và các loại gia vị, mọi người đều rất thích. Sự quảng cáo miệng của các tài xế là hình thức quảng cáo hay nhất. Tiếng tăm tương ớt, lão ca ma ở Long Động Bảo không ngừng được truyền đi. Rất nhiều người vì muốn nếm thử tương ớt cay của bà, tự lái xe từ thành phố đến cửa quán ăn để mua ớt chưng cay của Đào Hoa Bích. Đối với những người khách vì nghe danh mà đến, bà thường là nửa bán, nửa tặng. Nhưng người đến mua ngày càng đông, bà không thể nào tặng thêm nữa.
Tháng 11 năm ấy, quán ăn bình dân được đổi tên thành cửa hàng thực phẩm Đào Thị Nam Minh Quý Dương. Không còn đậu phụ và mì trộn nữa mà các sản phẩm ớt chưng cay trở thành mặt hàng chủ đạo. Dù đã điều chỉnh kết cấu của sản phẩm, nhưng ớt chưng cay của cửa hàng vẫn cung không đủ cầu. Văn phòng Long Động Bảo và các nhân viên Cục Công Thương Nam Minh Quý Dương khuyên Đào Hoa Bích nên bỏ cửa hàng để xây xưởng chuyên về kinh doanh sản xuất ớt chưng cay, nhưng bị Đào Hoa Bích thẳng thắn từ chối. Lý do của bà rất đơn giản. Nếu tiệm của bà đóng cửa rồi thì những học sinh nghèo lấy đâu ra chỗ ăn cơm. Lời kêu gọi bà mở xưởng ngày càng nhiều. Những học sinh được bà chiếu cố nay đều tham gia vào hoạt động của Kama. Cuối cùng vào tháng 8 năm 1996, Đào Hoa Bích thuê lại hai gian phòng của Ủy ban thôn làm xưởng gia công ớt chưng cay, lấy tên là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Gia vị Lão Kama. Thương hiệu sản phẩm là Lão Kama vì để mọi người nhận diện được đây là ớt chưng cay của Đào Hoa Bích sản xuất, bà đã chụp ảnh mình để lên bao bì sản phẩm. Bức ảnh này đã khiến Đào Hoa Bích trở thành một trong những doanh nhân được nhận diện nhiều nhất. Từ thu mua ớt tươi của nhân dân đến việc bán thành phẩm cho các đại lý, Đào Hoa Bích luôn luôn dùng tiền tươi tấp thật. Bà không bao giờ nợ người khác một đồng, người khác cũng không thể thiếu bà một xu. Lão Kama chưa bao giờ có hàng tồn, cũng không có khoản nợ cần thu hoặc cần chi, chỉ có dòng tiền mặt khoảng 1 tỷ nhân dân tệ, tương đương 3.500 tỷ đồng. Khi mới thành lập xưởng gia công ớt chưng, đó mới chỉ là xưởng thủ công với 40 nhân viên, không có dây chuyền sản xuất. Tất cả các giai đoạn đều sử dụng phương pháp thủ công nguyên bản nhất. Công nhân khi ấy của Lão Kama nhớ lại rằng, giã hạt tiêu, băm ớt là những việc cực nhọc không ai muốn làm. Khi băm ớt, vụn ớt bắn lên mắt cay đến mức không ngừng chảy nước mắt. Đào Hoa Bích nghe vậy liền tự mình xử lý, mỗi tay bà cầm một dao băm, hai bên dao băm băm xuống luân phiên, trong miệng không ngừng nhẩm rằng, nếu nghĩ rằng đang băm táo đỏ chứ không phải là ớt, vậy sẽ không cay mắt nữa, người trẻ tuổi thì ngại gì khó khăn. Dưới sự dẫn đầu của bà chủ, các nhân viên cũng thay nhau nắm lấy dao băm táo, cái giá khi bà lĩnh việc khổ nhọc trước tiên như vậy. Bà mắc viêm co rút khớp vai nghiêm trọng, móng tay của 10 đầu ngón tay đều sơ hóa do quanh năm trộn ớt cay. Đào Hoa Bích nhanh chóng phát hiện ra rằng bà không tìm được loại bình thủy tinh phù hợp để đựng ớt chưng. Bà liên hệ xưởng thủy tinh lớn thứ hai tại Quý Dương, nhưng nhà máy thủy tinh có sản lượng hàng năm 18.000 tấn khi đó tại Quý Dương không buồn để ý đến khách hàng có số lượng nhỏ lẻ như của bà. Họ từ chối đề nghị muốn hợp tác cung cấp bình thủy tinh cho xưởng bà. Khi đối diện với chủ nhà máy thủy tinh, bà bắt đầu thương thảo doanh nghiệp lần đầu tiên. Nào có đứa trẻ khi mới sinh ra đã lớn đùng, chúng cần trưởng thành từ từ. Nếu hôm nay anh không đồng ý làm bình cho tôi, vậy tôi sẽ không đi. Sau vài tiếng trao đổi miệt mài, hai bên đạt được thỏa thuận. Xưởng thủy tinh đồng ý cho bà mỗi tháng mang giỏ đến, nhặt mấy chục bình mang về đựng. Những cái khác thì không cần bàn đến nữa. Đào Hoa Bích rất hài lòng về điều này. Khi đó không ai nghĩ rằng thỏa thuận ban đầu này đã giúp xưởng thủy tinh lớn thứ hai tại Quý Dương đứng vững không đổ trong cơn sóng các doanh nghiệp nhà nước phá sản, thậm chí còn phát triển lớn mạnh hơn. Sau khi quy mô Lão Kama bành trướng một cách bùng nổ, những doanh nghiệp hợp tác không thiếu. Các đối tác lớn tại Trùng Khánh, Trịnh Châu, nhà máy thủy tinh Quý Dương 2 so sánh với các doanh nghiệp này không hề có ưu thế về giá thành và chất lượng, nhưng Đào Hoa Bích chưa từng giảm bớt số lượng đặt hàng ở thủy tinh Quý Dương 2. Hiện nay, thủy tinh Quý Dương 2 cung cấp bình thủy tinh cho 60% sản phẩm của Lão Kama. 4 dây chuyền sản xuất ở thủy tinh 2 có 3 dây chuyền hoạt động 24 giờ để phục vụ Lão Kama. Sản lượng khi còn là xưởng thủ công của Lão Kama tuy rất ít, nhưng chỉ dựa vào các tiệm mì lân cận Long Động Bảo đã tiêu thụ không xuể. Bà bắt buộc phải mở rộng ra thị trường bên ngoài. Lần đầu tiên, Đào Hoa Bích cảm thấy áp lực về đồng tiền. Bà sử dụng phương pháp rất ngốc nghếch. Bà dùng giỏ đựng các lọ ớt chưng, đi đến từng đường to phố nhỏ để quảng cáo với các nhà hàng hay quán ăn dọc đường. Ban đầu, các nhà hàng và quán ăn đều lắc đầu từ chối, tiêu thụ lọ ớt chưng cay mà không nhiều người biết đến này. Đào Hoa Bích đề xuất để các lọ ớt chưng tại các quầy bán hàng. Sau đó, nếu như bán được thì mới lấy tiền, không bán được thì sẽ trả hàng, như vậy họ mới chịu bán thử. Một tuần sau, các quán ăn liên tục gọi điện đến, bảo bà giao gấp đôi số hàng. Bà cho nhân viên đi giao hàng, ớt chưng của bà lại bán hết rất nhanh. Đào Hoa Bích bắt đầu mở rộng sản xuất, bà gọi điện cho chủ nhà máy thủy tinh Mao Lễ Vĩ.
thông báo rằng bà muốn tăng lên 10.000 bình thủy tinh, giao hàng trả tiền ngay. Đến tháng 8 năm 1997, chỉ trong một năm, xưởng sản xuất của lão Ganma tăng lên hơn 200 nhân công. Công việc của Đào Hoa Bích bấy giờ không chỉ là dẫn dắt băm ớt nữa, mà các báo cáo nhân sự, kế toán đều cần bà phê duyệt. Các công việc đối ngoại với công thương, thuế hay quản lý thành phố đều cần bà giải quyết. Ngoài ra, bà còn thường xuyên tham gia các hội nghị của chính quyền địa phương. Ngoài ra, bà còn nhận trách nhiệm lên mục phát biểu. Chính vì như vậy, con trai Lý Quý Sơn làm việc tại đội xe địa chất 206, nhận thấy sự khó khăn của mẹ, liền chủ động thừa chức để giúp đỡ bà. Dù lúc đó Đào Hoa Bích đã là doanh nhân có chút tiếng tăm, nhưng bà vẫn cảm thấy Lý Quý Sơn đã đánh mất bát cơm. Đến giúp bà làm việc như là tú tài gặp nạn, bà rất phản đối. Cực chẳng đã, Lý Quý Sơn chỉ đành tiền trảm hậu tấu, từ chức ở chỗ làm rồi vào công ty của mẹ. Sau đó, ông trở thành tổng giám đốc tiên nhiệm đầu tiên của lão Ganma. Thật ra sau khi lão Ganma thành lập, góp vốn cổ đông rất đơn giản, chỉ có Đào Hoa Bích và hai người con trai. Đào Hoa Bích nắm giữ tượng trưng 1% cổ phần, con trai lớn Lý Quý Sơn nắm giữ 49%, con trai thứ hai Lý Huy tháng 5 năm 2012 mới gia nhập cổ đông nắm giữ 50%. Điều này cũng đảm bảo quyền kiểm soát của Đào Hoa Bích với công ty cũng như các quyết sách kinh doanh. Đến 27 tháng 6 năm 2004, khi đó Đào Hoa Bích 67 tuổi, bà đã thanh lý cổ phần. Bà và con trai Lý Huy lần lượt chuyển nhượng cổ phần cho Lý Diệu Hành. Đến hiện nay, cơ cấu cổ phần của lão Ganma là Lý Quý Sơn 49%, Lý Diệu Hành 51%. Trong thời gian ngắn gây nên nhiều đồn đoán của những người ngoài cuộc, tại sao tự nhiên xuất hiện người thần bí Lý Diệu Hành? Người này là ai? Theo báo Dương Thành của Trung Quốc đăng bài tháng 2 năm 2017, thư ký của Đào Hoa Bích trả lời phỏng vấn vào ngày 16 nói rằng: người thần bí tham gia cổ phần lão Ganma mọi người bàn tán, thực ra là hiểu lầm. Lý Huy chỉ là tên từng dùng của Lý Diệu Hành. Đào Hoa Bích mặc dù không nắm giữ cổ phần của lão Ganma nhưng vẫn đảm nhiệm chức chủ tịch hội đồng quản trị, kiểm soát phương hướng phát triển của công ty. Truyền thông báo chí thì cho rằng gia tộc nhà Đào Hoa Bích nắm giữ vượt quá 90% cổ phần, là người kiểm soát tuyệt đối của công ty. Lão Ganma áp dụng mô hình kinh doanh không thiếu nợ, không cho nợ, giúp thời gian không nợ của những khoản cần thu của công ty bằng không, dòng tiền dồi dào. Theo dữ liệu của chứng khoán Hóa Thái, giá trị sản phẩm của lão Ganma từ hơn 45 triệu nhân dân tệ, tương đương 100 tỷ đồng năm 1998, đã tăng lên 4,5 tỷ nhân dân tệ. Tốc độ tăng trưởng composite 29%, bà nằm ở vị trí 847 trong bảng xếp hạng những người giàu nhất Trung Quốc năm 2016, xếp hạng thứ 1819 trên toàn thế giới. Năm 2017, tổng tài sản của hai người con trai bà Đào Hoa Bích là 7,5 tỷ nhân dân tệ, tương đương 22.000 tỷ đồng. Trong quãng thời gian này, năm 1999, giá trị sản lượng của lão Ganma vượt mức 100 triệu nhân dân tệ, đến năm 2006 đạt 1,28 tỷ nhân dân tệ, tương đương 3.000 tỷ đồng. Năm 2014, lão Ganma lọt vào top 500 thương hiệu có giá trị nhất Trung Quốc, giá trị thương hiệu 16,59 tỷ nhân dân tệ, chiếm vị trí 151. Cùng năm đó, thương hiệu lão Ganma được chính phủ tặng thưởng chiếc xe biển A8888. Nguyên do là vì Đào Hoa Bích có thành tích nộp thuế 3 năm 1,8 tỷ nhân dân tệ, tương đương 5.000 tỷ đồng, sản lượng 6,8 tỷ nhân dân tệ, tạo động lực cho 8 triệu nông dân làm giàu. Lão Ganma thành lập nhiều năm luôn kiên trì, không vay vốn, không gọi vốn, không niêm yết. Dù chính quyền địa phương nhiều lần khuyến khích công ty niêm yết sàn chứng khoán, thì đều nhận lại phản bác từ Đào Hoa Bích. Bị hỏi vì sao lại kiên quyết không niêm yết, Đào Hoa Bích từng chia sẻ lý luận lừa tiền khi lên sàn chứng khoán, chỉ ra rằng lên sàn có khả năng khuynh ra bại sản, cho rằng niêm yết lên sàn là đang lừa tiền người khác, bà tuyệt nhiên không muốn làm như vậy. Ok, video lần này của Dù Có chỉ đến đây thôi. Các bạn đừng quên like, share và subscribe cho chúng mình nhé, để chúng mình có thể tạo ra nhiều video thú vị hơn nữa. Và cũng đừng quên nhấn chuông để nhận thông báo. Hẹn gặp lại các bạn kỳ sau. Bye bye!